Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bữa tối hôm nay là bữa tối mà chúng ta căn nhà thánh cùng nhau thờ phượng Chúa và cùng nhau vui hưởng mùa Giáng sinh. Và chúng ta cũng cần hiểu rõ Chúa Giêsu Giáng sinh như thế nào. Và cái đề tài có hôm nay đó là đại danh từ Giêsu có nghĩa gì? Amen. Giêsu có nghĩa gì? Chúng ta đã nghe rất nhiều về Giêsu, ca ngợi về Chúa Giêsu của chúng ta, và chúng ta cũng cần hiểu Chúa Giêsu là gì, cái từ Giêsu là gì, để chúng ta có thể nắm bắt một cách tốt lành hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trong Kinh Thánh Matthew đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu 25. Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu đã xảy ra như sau. Mary mẹ Ngài đã đính hôn cùng Joseph, nhưng trước khi hai người chung sống, Mary đã thụ thai do quyền phép của Đức Thánh Linh. Joseph chồng hứa của nàng là người có tình nghĩa, không muốn nàng bị đeo xấu nên định âm thầm tự hôn. Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: Này Joseph, con cháu David, đừng ngại cưới Mary làm vợ, vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi. Mọi việc đó xảy ra như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: Này một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai, người ta sẽ đặt tên Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Joseph tức dậy làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Mary về làm vợ, nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một trai và đặt tên là Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta có Chúa Giêsu đã ra đời cách đây 2023 năm rồi. Và quý vị biết cái đại danh từ Giêsu là gì không? Giêsu là một danh từ rất lớn, rất vĩ đại. Không có danh nào cao hơn danh của Chúa Giêsu. Đến nỗi là cái thánh ghi rằng là mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất nghe đến danh Chúa Giêsu đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng Chúa Giêsu Christ là Chúa, và con vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Giêsu có nghĩa gì? Có ai biết không ạ? Ai biết Giêsu có nghĩa gì không? Chữ Giêsu theo tiếng Hy Lạp là Giêsu, mà gọi là Giô-xê là kỳ cựu ước. Ở tiếng Hebrew gọi là Giê-hô-xua. Giê-hô-xua, đây là một cái danh từ ghép giữa Giê-hô và Xua phía sau. Giê-hô có nghĩa là Gia-quê đấy. Cái từ Gia-quê là Thiên Chúa. Và chữ Xua phía sau đó là cứu độ. Thiên Chúa cứu độ. Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Amen. Hai là Thiên Chúa cứu rỗi. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng cứu độ có nghĩa là cứu nhân độ thế. Thường là dân tộc Việt Nam thường hay nói là đấng cứu nhân độ thế, và đấng đó là Giêsu. Như vậy thì không có đấng nào khác. Bạn biết không? Không có đấng nào khác. Và chúng ta thấy như thế này, thiên sứ bảo với Mary trong Luca thì nói rằng là hãy đặt tên là Giêsu, và thiên sứ bảo với Joseph hãy đặt tên Ngài là Giêsu. Như vậy thì cái tên Giêsu là được Đức Chúa Trời đã định. Amen. Trong tư tưởng của Đức Chúa Trời, Ngài đã định cứu rỗi loài người, và Đức Chúa Trời trở
và đặt tên là Giê-xu là ý tưởng của Đức Chúa Trời trong chương trình hoạch định cứu rỗi loài người chúng ta. Amen. Như vậy thì chúng ta biết được Giê-xu là Thiên Chúa cứu độ hay là Thiên Chúa cứu rỗi. Và đây là từ ý tưởng của Đức Chúa Trời hoạch định trong chương trình. Trong Đức Chúa Trời đã quyết định đặt tên đấng cứu thế đó là Giê-xu. Amen. Có nghĩa là Thiên Chúa đến và cứu rỗi loài người ra khỏi tội lỗi. Amen. Và khi thiên sứ đến là bảo với Joseph rằng khi con trẻ sinh ra đặt tên là Giê-xu. Amen. Và thật sự ở đây con gặp đó là những hai người không biết ở với nhau cho đến khi là sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Thiên sứ bảo hãy đặt tên là Giê-xu. Thì khi họ sinh ra thì đặt tên con trẻ đó là Giê-xu. Amen. Có nghĩa là đấng cứu rỗi đã đến thế gian rồi. Cách đây 2023 năm và năm nay là năm 2023 chúng ta kỷ niệm và đã kỷ niệm rất là nhiều năm cho đến bây giờ. Và Giê-xu, chúng ta phải có hiểu đây là ý tưởng từ Đức Chúa Trời. Chương trình hoạch định cứu rỗi cho nhân loại và Đức Chúa Trời phải đặt tên Ngài là Giê-xu. Cái chữ Giê-xu đó là Thiên Chúa cứu độ. Amen. Amen. Chúng ta nhớ rằng dân Israel khi họ đặt tên, họ đặt tên thì cái tên đó khi cha mẹ anh chị em hay là bạn bè kêu gọi cái tên đó là Đức Chúa Trời phán với họ. Có nghĩa là Giê-xu, khi cha mẹ gọi Giê-xu hay là bạn bè gọi Giê-xu hay là mọi người gọi Giê-xu, đó là Thiên Chúa đã đến cứu rỗi loài người. Amen. Amen. À, đây là điều rất là đặc biệt. Nhưng mà chúng ta đã thấu hiểu chữ Giê-xu rồi phải không ạ? Và cảm ơn Chúa, chúng ta biết được cái sự hình thành trong thai nhi. Thì thiên sứ nói rằng Mary đã thụ thai do quyền phép của Đức Thánh Linh. Mary được thụ thai do quyền phép của Đức Thánh Linh. Tức là Mary không có sống chung với người đàn ông nào cả, gọi là một trinh nữ, nhưng mà được mang thai. Mang thai đây là một phép lạ, là quyền phép của Đức Thánh Linh bày tỏ, chứ không phải từ một người nam cùng một người nữ để mà có thai. Không phải là như vậy. Mary đã thụ thai do quyền phép của Đức Thánh Linh. Và đã khi Joseph đang suy tính như vậy thì thiên sứ của Chúa đến trong giấc mộng và bảo rằng: này Joseph, con cháu David, đừng ngại cưới Mary làm vợ, vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy có lạ không? Tất cả những người trên thế gian này sinh ra trong xác thịt, nhưng mà Chúa Giê-xu sinh ra là bởi Đức Thánh Linh. Amen. Và Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy rồi, Chúa Giê-xu được gọi là Adam cuối cùng. Và Adam đầu tiên với Eva đó, thì họ được sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Adam được gọi là con Đức Chúa Trời, và họ được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, nên họ được gọi là Adam đầu tiên, được gọi là con Đức Chúa Trời và vô tội. Có phải vậy không? Adam đầu tiên sinh ra bởi Đức Thánh Linh, được gọi là con của Đức Chúa Trời. Trong Luca đoạn 3 câu 38 nói rõ là: xét con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Và Adam đầu tiên sinh ra bởi Đức Thánh Linh, và Adam đầu tiên cũng sinh ra trong sự vô tội, bởi vì sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Amen. Và Chúa Giê-xu sinh ra thì thiên sứ bảo với Maria rằng là con trẻ sinh ra được gọi là con của Đức Chúa Trời. Thánh Linh sẽ giáng trên ngươi, vì phép Đấng Tối Cao che phủ ngươi với bóng mình, nên con thánh sinh ra được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Adam đầu tiên sinh ra bởi Đức Thánh Linh được gọi là con Đức Chúa Trời, và Adam cuối cùng sinh ra bởi Đức Thánh Linh
và Adam đầu tiên, Adam cuối cùng đều vô tội, bởi vì sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Amen. Quá nhiều điều không chị em? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi Adam đầu tiên sinh ra trưởng thành rất là tốt lành, vô tội, nhưng mà test thử thì dương tính mất rồi. Phải vậy không? Adam cuối cùng này sinh ra, lớn lên cũng test thử xem sao, nhưng mà âm tính. Amen. Có phải vậy không? Adam đầu tiên phạm tội và đem tội lỗi vào trong thế gian, nhưng mà Adam cuối cùng cũng sinh ra bởi Đức Thánh Linh trong vô tội và cũng bị cám dỗ như Adam đầu tiên, nhưng mà Adam cuối cùng này không phạm tội. Amen. Và qua đó thì mới đem cái sự cứu rỗi cho loài. Chúng ta biết rằng cái thánh kinh là mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, phải vậy không? Mọi người đều đã phạm tội thì không có ai trong thế gian này đứng lên để giải phóng con người ra khỏi quyền lực Satan, ra khỏi tội lỗi được. Bởi vì ai cũng phạm, làm thế nào để có thể ra khỏi được tội lỗi? Nên Adam cuối cùng sinh ra trong sự vô tội, Ngài có bị cám dỗ nhưng mà Ngài không phạm tội, và Ngài là đấng cứu rỗi. Amen. Ngài là đấng cứu rỗi. Nên công vụ trong đây cộng có 12 kia rất rõ là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì dưới trời này không có danh nào khác ban cho loài người để các ngươi chịu lên đó mà được cứu. Amen. Thế giới này rất là nhiều người tài giỏi, thế giới này có nhiều anh hùng lắm, thế giới này có nhiều giáo chủ trong các tôn giáo, nhưng mà tất cả đều phạm tội, nên không có ai có thể cứu loài người ra khỏi tội. Họ có thể lập nên một tôn giáo để con người có thể làm lành tránh dữ, làm điều thiện tránh điều ác, chứ không thể nào ra khỏi tội lỗi được. Nhưng mà Giê-xu là Thiên Chúa cứu rỗi, và chính Ngài đấng vô tội trên quyền của tội lỗi, trên quyền của Satan, nên Ngài mới giải phóng những con người ở trong tội lỗi ra khỏi tội lỗi mà thôi. Amen. Chúng ta biết tội lỗi dẫn đến sự chết, tội lỗi làm cho con người ở trong sự đau khổ, tội lỗi làm cho con người bệnh tật, ốm đau, tội lỗi gây nhiều điều gian ác mà từ trong nhà ra xã hội rất là khổ khổ, địa ngục trần gian, chứ không có thiên đàng gì đâu. Và chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, khi Chúa Giê-xu lớn lên, Ngài được sức giàu, các bạn thấy không? Được gọi là Đấng Christ hay là Đấng Messi, là Giê-xu được sức giàu, có nghĩa là Chúa cứu thế Giê-xu được sức giàu để làm gì? Để giảng tin lành. Amen. Ngài được sức giàu ghi rất là rõ trong Luca là 4:18 rằng là thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng giảng tin lành cho người nghèo khổ. Amen. Ngài được sức giàu có nghĩa là Giê-xu được sức giàu bằng Thánh Linh và quyền phép Kinh Thánh Roma có bộ đoạn 10:38 ghi rõ rằng là Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Chúa Giê-xu bằng Thánh Linh và quyền phép để Ngài đi từ nơi này chỗ kia bằng phước và chữa lành nhiều người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Amen. Khi Ngài được sức giàu, tên Ngài là Giê-xu, là Thiên Chúa cứu độ, mà khi Ngài được sức giàu thì Ngài đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh, và Thánh Linh dẫn dắt Ngài, và Ngài làm rất nhiều phép lạ. Ngài chữa lành người què, Ngài giải phóng người què, Ngài giải phóng người mù, Ngài giải phóng những người ở trong tội lỗi ra khỏi tội lỗi, Ngài giải phóng cả người chết sống lại nữa, Ngài giải phóng những người phun, và tất cả những con người theo Chúa Giê-xu đều được giải phóng một cách hoàn toàn. Amen. Nên Ngài có một cái tên nữa, là tên gì anh chị em? Người tên là Giê-xu, Ngài có cái tên gì nữa? Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Amen. Amen. À, như vậy thì chúng ta xem lại, tại sao người ta gọi Ngài là Emmanuel? Có ai biết không? Và ai gọi Ngài là Emmanuel?
chúng ta đọc là rất là rõ đây nhé. Chúng ta đọc, chúng ta xem câu số 23. Này một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai, người ta sẽ đặt tên Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ai đặt tên Ngài là Emmanuel? Ai đặt? Chúng ta nhớ Đức Chúa Trời gọi chúng ta là con Đức Chúa Trời khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, đúng không? Nhưng mà người ngoài người ta đặt tên chúng ta là Cơ Đốc Nhân, và người ngoài đặt thế, họ thấy chúng ta đi giống sống với Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu, phải không? Làm công việc của Chúa Giêsu, làm công việc, họ đặt tên là em là Cơ Đốc Nhân, là Cơ Đốc Tiên, là người ngoài ta đặt tên. Nhưng mà Đức Chúa Trời gọi chúng ta là con của Ngài. Amen. Ở đây Đức Chúa Trời định một tên là Giêsu và sai thiên sứ Ngài đến để nói cho Joseph, nói cho Mary, khi con trẻ sinh ra đặt tên là Giêsu. Amen. Và họ làm y như vậy, và tên của Ngài và danh của Ngài là Giêsu. Còn Emmanuel là người ta đặt. Amen. Amen. Tại sao người ta đặt Ngài là Emmanuel? Ngài Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì Kinh Thánh thấy rằng là Đức Chúa Trời sức dầu cho Chúa Giêsu bằng thánh linh và quyền phép để Ngài đi từ nơi này cho kia làm phước và chữa lành nhiều người bị ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Amen. Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Amen. Đức Chúa Trời ở cùng Ngài là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đúng như vậy không? Chúng ta biết được. Nhiều lúc chúng ta cũng lầm lẫn ở chỗ này, đúng không ạ? Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng Chúa Giêsu. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng của Chúa Giêsu. Và có quyền năng và phép lạ chữa lành bệnh tật. Thì nhiều người người ta nói rằng người có tội thì không thể làm phép lạ được. Người có tội làm sao mà có thể làm cho người mù sáng mắt được? Người có tội làm sao mà có thể kêu kẻ chết sống lại được? Và họ biết được là Đức Chúa Trời ở cùng Chúa Giêsu. Amen. Nên người ta gọi Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Chúa Giêsu đến đâu, khi Chúa Giêsu truyền giảng, khi Chúa Giêsu chữa lành, Chúa Giêsu làm thành người phun, người què được đi, người mù được thấy, người chết sống lại, người ta nói là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ôi sướng quá. Amen. 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 Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ôi sướng quá. Dân Israel 400 năm yên lặng, dân Israel rất khốn khổ vô cùng bởi vì tội lỗi và bị hình phạt, bị tản lạc khắp nơi trong thế giới. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu đến là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Amen. Và thật sự Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là Đức Chúa Trời. Amen. Là Đức Chúa Trời. Và Ngài tạm gác bỏ cái quyền của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài trở thành con của Đức Chúa Trời, nên Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với Ngài, và Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa sức giàu để giải phóng những người nô lệ. Chúng ta biết, chúng ta ngày xưa là nô lệ không? Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Amen. Và chúng ta cứ phạm hoài à, cứ phạm tội hoài. Nhưng mà khi chúng ta đã được làm con Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, ai tin nhận Chúa Giêsu thì được làm con của Đức Chúa Trời, và người ấy sinh ra không bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Amen. Một người tin nhận Chúa Giêsu được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, và người đó được gọi là con Đức Chúa Trời, tội lỗi được xóa sạch và được xem là công chính trước mặt Chúa. Chúng ta con nay ra khỏi tội lỗi hay là muốn ở trong tội lỗi? Hãy ra khỏi tội lỗi, vì tội lỗi dẫn đến sự chết, tội phải đền, nợ phải trả, chắc chắn là như vậy. Nên khi chúng ta có Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, một tấm tối cao, một tấm tạo hóa, Thượng Đế tối cao đã đến trên thế gian này ở với chúng ta, thì điều vui sướng nào bằng là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tôi nói với quý vị rằng không có đấng nào khác trên thế gian này cứu quý vị ra khỏi tội lỗi.
ngoài Chúa Giêsu, chỉ duy nhất Chúa Giêsu. Bởi vì bên của Ngài là Thiên Chúa cứu độ, và khi Ngài sức giàu và thi hành chức vụ làm nhiều phép lạ thì làm đúng như tên của Ngài là mày. Amen. Bởi vì Ngài giải phóng những người tội lỗi, phải vậy không? Chúng ta tội ngươi đã được tha, đừng phạm tội nữa, ai cái điều gì càng xấu xảy đến cho ngươi chết. Ngài có quyền tha tội. Amen. Ngài có quyền chữa lành. Ngài có quyền khiến người mù được thấy, người câm nói được, người không được làm người chết sống lại. Ngài có quyền đó. Nên tên của Ngài là Giêsu, Thiên Chúa cứu độ, thì việc làm của Ngài là cứu độ. Amen. Amen. Có phải vậy không? Ngày hôm nay chúng ta nhiều đặt nhiều cái tên cũng hay lắm, nhưng mà chúng ta có làm đúng cái tên của mình không? Nên tên tôi là Mô-xe, nên tôi phải cố gắng giống như Mô-xe. Phải vậy không? Không giống nhiều cũng phải giống ít. Phải giống. Chứ còn không thì chúng ta lấy tên thánh nhiều quá mà chúng ta sống hoàn toàn khác với cái tên thánh của mình, là như vậy không nên lấy cái tên đó. Phải vậy không? Phải lấy tên thì phải sống giống như vậy. Amen. Những anh chị em lấy tên tiên tri gì đó thì hãy sống như một tiên tri và sẽ nói tiên tri cho người khác. Amen. Chứ đừng có cái tên nó sao rồi đó, cuộc sống của chúng ta thì không nên nha. Amen. Chúa Giêsu là Giêsu. Amen. Và sống là Giêsu chứ không sống khác nữa. Amen. Và Ngài luôn luôn là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Thánh Linh, được sức giàu bởi Đức Thánh Linh, rồi Ngài đuổi quỷ bởi Đức Thánh Linh, Ngài giảng đạo, Ngài dạy dỗ bởi Đức Thánh Linh, Ngài làm việc chữa lành bởi Đức Thánh Linh, rồi Ngài chết và Ngài sống lại cũng bởi Thánh Linh của Chúa. Amen. Như vậy thì chúng ta thấy được Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Ngài sức giàu, và cái chữ sức giàu đó, giàu đó là được gọi là Giêsu đấng cứu thế, Giêsu Christ có nghĩa là Giêsu đấng cứu thế. Amen. Giêsu được sức giàu, Ngài trở thành đấng cứu thế, và chẳng có ai là đấng cứu thế cả. Có phải vậy không? Không có một người nào trên thế gian gọi là đấng cứu thế. Nhưng mà Giêsu được sức giàu có nghĩa là Giêsu mới đã đấng cứu thế. Amen. Nên Ngài đã cứu những con người tin Ngài. Ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời, ai không tin thì bị đoán phạt. Như vậy thì chúng ta có nên tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa mình không? Sẵn sàng không? Chúng ta không sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình thì chúng ta thiệt thòi vô cùng, và hồ lửa chờ đợi. Phải không ạ? Nhưng mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình thì chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, tội lỗi được tha, được xóa, được xưng công chính, được làm con của Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta không còn bị đoán phạt nữa. Không còn bị đoán phạt nữa vì Giêsu là đấng đã chết cho thập tự giá cho chúng ta rồi. Ngài đền tội thế cho chúng ta rồi. Nên chúng ta chỉ tin Ngài là chúng ta được xóa tội lỗi và trở thành con của Chúa Trời, hưởng những ngày thiên đàng ngay trên đất này. Amen. Chúng ta là những người con của Chúa Trời phải hưởng những ngày thiên đàng trên đất, bởi vì Chúa Giêsu đã đến và Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Amen. Bây giờ thì sao? Vì Chúa Giêsu trước khi về trời thì Ngài giao cái quyền đó cho môn đệ của Ngài. Nên cái bản dịch mới rất là tuyệt, không nói là môn đồ nhưng mà môn đệ. Vừa là môn đồ của Chúa Giêsu, vừa là học trò của Chúa Giêsu, vừa là em của Chúa Giêsu. Amen. Ngài là anh cả. Amen. Còn chúng ta là con thứ, là em, có thể em út được. Amen. Càng tốt. Nhưng mà chúng ta là người được chuyển giao cái quyền của Chúa Giêsu cho chúng ta, để chúng ta không những được cứu rỗi, được phước tình ở Đức Chúa Trời, được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cũng là người đi ra để tiếp tục rao giảng phúc âm để cứu người. Chúa Giêsu được sức giàu để giảng phúc âm, để chữa lành, để đuổi quỷ, để giải phóng tất cả những người bị ma quỷ áp chế, bị ma quỷ cầm tù. Thì mỗi đời sống chúng ta ngày hôm nay khi tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta có quyền làm con của Đức Chúa Trời, và chúng ta có quyền tháo chiền, bẻ ấp và đem những con người ở trong xiềng xích, trong tù đài, trong nô lệ của ma quỷ, của tội lỗi, nô lệ của bệnh tật, nô lệ của nghèo đói, nô lệ đủ mọi thứ ra khỏi. Amen. Chúng ta có muốn điều đó không? Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa,
Giê-xu là đấng cứu độ toàn quyền phép, và Ngài sống, Ngài giảng, Ngài làm việc, mọi điều là đúng với cái tên là Giê-xu. Amen. Đúng với cái tên là Giê-xu. Nên Ngài Đức Chúa Trời đặt là Giê-xu thì Ngài được đặt tên là Giê-xu, và Ngài sống là một Giê-xu thật sự, là đấng cứu rỗi thật sự. Và Ngài đã cứu biết bao nhiêu con người trong thời kỳ của Ngài và qua hầu thánh của Ngài, từ năm thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ, không biết bao nhiêu tỷ tỷ người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Amen. Họ bước vào trong thiên đàng, và ngày hôm nay chúng ta nói tốt Chúa Giê-xu, tiếp tục rao giảng phúc âm chữa lành tử quỷ, giải phóng họ ra khỏi tất cả những thiền sức của Satan. Chúng ta biết nô lệ là cực khổ, chúng ta không làm ông chủ được, không làm bà chủ được. Nô lệ suốt đời là khổ sở. Nhưng mà khi chúng ta ra khỏi nô lệ là con Đức Chúa Trời, chúng ta là ông chủ, là bà chủ, là con Đức Chúa Trời, là công chúa, là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng nguyện. Và ai muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình là xin mời. Xin mời chúng ta bước lên. Chúa Giê-xu đang ở đây và Ngài muốn những người chưa mời Ngài đến trong tấm lòng của mình. Chúa muốn bước vào cuộc đời của người đó. Chúa muốn ban cái ân cứu độ cho người đó. Chúa muốn tha thứ tội lỗi cho người đó. Chúa muốn chữa lành bệnh tật cho người đó. Chúa muốn làm những điều tốt lành nhất cho người đó. Bởi vì người đó tin nhận Chúa là trở thành con Đức Chúa Trời, là em của Chúa Giê-xu. Xin với bạn chị em chúng ta, ai là người muốn đến để tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta xin mời đến. Xin mời những thân hữu, à, những anh chị em có mời thân hữu của mình đến để xin giúp đỡ và để anh chị em cùng đến trong thời gian này. Chúa Giê-xu nói rằng một linh hồn trở lại với Chúa quý hơn thế gian. Một linh hồn là giá trị vô cùng. Chúng ta có một quyết định ngay bây giờ. Quyết định vào thiên đàng. Quyết định từ chối sự phán xét địa ngục. Nhưng mà chúng ta quyết định làm con của Chúa. Xin mời quý vị, chúng ta ai có thể bước lên. Ai không bước lên để mà cầu nguyện tin nhận Chúa Giê-xu ngay bây giờ. Chúng ta làm giảng đi, làm giảng. À, chúng ta không có đừng có nghi ngờ gì cả, làm giảng. Đây là Chúa nói là hôm nay là thiền thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi. Chúng ta không biết ngày mai, chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. À, hôm nay là thiền thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi. Sẵn sàng chị em em. Bạn có cô nhà nó cũng sẵn sàng lên. Bạn giảng đi. Đây là vô cùng quan trọng, là quyết định trọng đại vô cùng đó. Chúng ta có nhiều quyết định, như quyết định học hành, quyết định làm nghề, rồi quyết định hôn nhân. Đó là những cái quyết định rất là tốt, nhưng mà nó tạm thời thôi. Nhưng mà quyết định tin nhận Chúa Giê-xu là đời đời. Bởi vì linh hồn chúng ta không chết đâu, và sẽ ở đời đời với Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta giơ tay lên và chúng ta nhận lãnh sự cầu nguyện nha quý vị. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng con có thì giờ để chúng con ca ngợi Ngài. Tôn vinh chúc tụng Chúa Giê-xu của chúng con đã đến trần gian 2023 năm rồi. Một lần nữa, chúng con mời Ngài bước vào cuộc đời của chúng con. Ai đó trong anh chị em, mình sống chưa tốt, còn nghi ngờ, chưa xứng đáng với danh phận là con Đức Chúa Trời, chúng ta cứ sẵn sàng mời Chúa Giê-xu bước vào một lần nữa. Và chúng ta quyết định rằng là chúng ta sẽ bước theo Chúa Giê-xu cuộc đời, cả cuộc đời của mình, không còn bao lâu nữa. Tại Chúa Ngài biết mỗi anh chị em chúng con. Xin Chúa cho anh chị em con thật sự mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình. Thì chắc chắn rằng dòng huyết của Chúa Giê-xu có linh nghiệm đến với họ, rửa sạch lương tâm họ ra khỏi những công việc chết để hầu việc của Chúa Trời hằng sống. Và Thánh Linh sẽ đến với họ và thánh hóa đời sống của họ,
làm cho các mẹ hai chết của họ sống. Ngay thì giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng Chúa Giêsu bước vào trên tấm lòng quý bà anh chị em chúng con có mặt trong buổi tối hôm nay. Ngay bây giờ thật sự chạm đến cái đời sống của họ, tấm bóng cái đời sống của họ, để họ thật sự là con của Đức Chúa Trời, sống cho Đức Chúa Trời trong những ngày còn lại. Trong danh Chúa Giêsu Christ, mọi sự yếu đuối nó phải ra khỏi, nghi ngờ nó phải đi ra khỏi, và chúng con phải được thống hôn ngay bây giờ và được phục hồi ngay bây giờ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, họ ta nói với Satan sự lừa dối và ra khỏi, tất cả những sự trói buộc phải bị bẻ gãy, chiến sức bị bẻ gãy, cái ách cũng bị bẻ gãy, mọi đồ nghĩ, mọi tư tưởng cũ kỹ phải bị đắp đổ trong danh Chúa Giêsu, hầu cho chúng con có ý tưởng của Chúa Giêsu. Chúng con mời Chúa Giêsu bước vào, họ bước vào và làm chủ một cuộc đời chúng con, và Chúa Giêsu làm chủ hộ thánh, là đông của hộ thánh và thánh là thân thể của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng buổi tối hôm nay trong tay toàn năng của Chúa. Chúng con dâng tất cả quý bà anh chị em con có mặt trong buổi tối hôm nay dưới sự lãnh đạo của Thánh Linh, và Ngài biết ai là người thật sự có tấm lòng mời Chúa bước vào cuộc đời của mình để Thánh Linh tái sanh đời sống của họ, tái sanh đời sống của họ và đem họ vào vương quốc thiên đàng để hưởng những ngày thiên đàng ngay trên đất này. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con chúc bình an cho quý bà chị em con, chúng con chúc phước và mọi phước lành của Đức Chúa Trời hãy tuôn đổ ngày càng trên từng con, từng gia đình con. Tạ ơn Chúa cuối cùng cho con hãy lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.